Kính thưa quý vị và các bạn, đôi lúc chúng ta sử dụng điện thoại để mà chúng ta làm việc thì chúng ta có cái nhu cầu nghe nhạc. Tuy nhiên nếu như mà chúng ta sử dụng điện thoại mà nghe nhạc trên Zin MP3 thì chúng ta nghe nhạc nền thì nó được. Nhưng mà trên Zin MP3 thì nó không có những cái bản nhạc, hoặc là trong máy chúng ta mà nó thiếu đi những cái bản nhạc yêu thích. Lúc này trên YouTube nó sẽ có những cái bản nhạc mà chúng ta yêu thích. Bây giờ chúng ta muốn vừa nghe nhạc mà chúng ta muốn là lướt web hoặc là đọc báo hoặc là lướt Facebook thì chúng ta phải làm sao? Như vậy lúc này cần phải có một cái phần mềm nghe nhạc chạy nền, đặc biệt là nhạc trên YouTube. Thì để giải quyết cho vấn đề đó, ngày hôm nay mình xin hướng dẫn quý vị và các bạn vừa nghe nhạc trên YouTube mà lại vừa đọc báo, vừa lướt web hoặc là vừa lướt Facebook ha. Thì cách làm đó ngày hôm nay như thế nào thì mình xin mời quý vị và các bạn hãy theo dõi các bước của mình thực hiện nha. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay mình xin hướng dẫn và quý vị các bạn cách vừa làm việc vừa nghe nhạc nền, mà đặc biệt là cái nguồn nhạc có trên YouTube. Bởi vì trên YouTube thì nguồn nhạc nó rất là phong phú và đa dạng ha. Thì đây là chiếc điện thoại của mình, thì mình xin làm như thế này nè quý vị. Thì đầu tiên á, quý vị phải cài cho mình một cái trình duyệt web. Thứ nhất là cài trình duyệt web cho mình vô CH Play á. Trên CH Play, nếu như trên điện thoại iPhone thì chúng ta vào là cửa hàng đó là App Store, chúng ta sẽ cài một cái trình duyệt có tên là Cốc Cốc. Cốc Cốc ở đây mình đã cài rồi, còn nếu không thì quý vị cài cho mình đó là cái đó là UC Browser, UC Mini Browser này cũng được. Đây nè, UC Browser này nè, mình cũng đã cài rồi luôn. UC Browser, cài hai cái trình duyệt web này vô cho mình. Rồi sau khi cài xong đó, quý vị đó là mở lên, chẳng hạn ở đây mình sử dụng Cốc Cốc cho quý vị xem nè. Cốc Cốc đó, ở đây là mình đã đăng nhập rồi cho nên là mình sẽ đăng nhập lại từ đầu cho quý vị xem nha. Rồi đây mình sẽ mở một cái tab mới lên, sau đó mình sẽ mở YouTube đó. Mở YouTube trên Cốc Cốc này. Cốc Cốc này nó có sẵn cái ứng dụng YouTube. Mà YouTube này là YouTube của web chứ không phải là YouTube là ứng dụng trên điện thoại của mình nha quý vị. Của web Cốc Cốc. Tới đây nè quý vị là sẽ nháy vào cái là quý vị và các bạn nháy vào cái dấu ba chấm ở góc trên này. Đó. Rồi xem bản máy tính, chọn cái chỗ xem bản máy tính. Lúc này thì là trang YouTube của chúng ta đã trở về một cái phiên bản của máy tính rồi. Bây giờ chúng ta chỉ cần đó là mở một cái bài nhạc nào đó lên mà chúng ta yêu thích. Ở đây lý do là mình không có mở bản nhạc bởi vì sợ dính bản quyền kênh của mình. Thì mình lấy những cái mà lấy là những cái là video của kênh của mình để mình làm, để cho nó chắc ăn là nó không có bị bản quyền nha quý vị, thông cảm. Chẳng hạn như mình đó là về gõ vô chữ là nghiên cứu và chia sẻ nè. Đang mình lấy những cái là clip của kênh mình cho nó không có bị dính bản quyền. Thì quý vị khi mà quý vị mà ở thực tế thì quý vị cứ lấy là những cái bài nhạc nào quý vị yêu thích. Đây, đây là những cái clip của kênh của mình nè. Clip kênh của mình, kênh của mình đây, nghiên cứu và chia sẻ video đó. Chẳng hạn như bây giờ, chẳng hạn như tôi sẽ lấy một cái là cái đăng video 15 phút rồi đi. Đây là một bản nhạc tôi yêu thích đi. Và trên này nó cũng hạn chế cho mình cái vấn đề đó là quảng cáo nữa. Nó cũng chặn bớt cho mình một số cái quảng cáo đó. Kính thưa quý thầy cô. Đây, đúng không? Thì rồi bây giờ đó là tôi sẽ là thoát nền ra nè quý vị thấy. Trong ngày hôm nay tôi sẽ thoát nền ra, chia sẻ với quý thầy cô. Đó, thoát nền ra. Lúc này tôi kéo nhẹ xuống, rút cái trên xuống, nó có cái dấu hát nào quý vị cứ hát. Một cái đó. Cách như vậy là nó vẫn hát bình thường nha. Để mà đăng một cái video lên. Rồi bây giờ tôi là có dung lượng mở cái nó là dài hơn 15 phút. Đọc báo. Đó, tôi đọc báo. Quý thầy cô thường tạo kênh YouTube mới á thì nó sẽ bị cái lỗi này. Khi mình đăng một cái video đọc báo nhưng mà vẫn nghe được nhạc nền. Ở đây không phải là nhạc mà tại vì tôi là muốn là mở lên đó là cho quý vị xem thôi. Chúng ta vẫn nghe được nhạc nền. Bây giờ của YouTube chia sẻ quý thầy cô ha. Nó nằm ở đây. Thì bước đầu tiên quý thầy cô cũng mở trình duyệt web lên. Quý thầy cô sẽ ngay cả chúng ta khi mà chúng ta thoát khỏi màn hình cũng vậy, chúng ta đóng cái màn hình lại.
ha. Sau khi vào chúng ta vẫn nghe được bình thường. Sẽ vào kênh của mình bằng cách là Google sẽ nháy chuột vào cái là avatar. Rồi khi mà muốn tắt á, hoặc là muốn mở lại, chúng ta chỉ cần như thế này, chúng ta nhấn vào đây. YouTube chúng ta sẽ mở lại. Đó. Còn mà không, chúng ta cứ thoát ra bình thường đi. Rồi chúng ta cứ tắt ha, mở lại nè, và bấm nút tắt luôn. Rồi tới đây rồi quý thầy cô sẽ chọn những đó, chúng ta tắt. Như vậy là dựa vào cái phần mềm Cốc Cốc này, cái ứng dụng Cốc Cốc này mà chúng ta có thể nghe nhạc nền của YouTube, vừa đọc báo, vừa xem phim, vừa nghe nhạc nền. Và nó có thêm một cái đặc tính nữa đó, đó là nó sẽ hạn chế bớt cho mình cái vấn đề quảng cáo trên YouTube luôn ha. Thì mình hy vọng rằng với những chia sẻ của mình thì quý vị sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời với cái là ứng dụng Cốc Cốc này, cũng như là chiếc điện thoại của mình nó sẽ trở thành một công cụ hữu ích của mình trong quá trình làm việc. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video clip tiếp theo của mình.